Không xuống giống gần 1 hecta vụ thu đông, anh Trịnh Văn Tiệp ở tỉnh Bạc Liêu cũng cảm thấy tiếc. Đã nhiều năm anh luôn làm lúa vụ ba, thế nhưng bây giờ phân bón, dầu bơm nước đều tăng. Tính đi tính lại anh đã không xuống giống. Chứ rồi như cũng thất bát quá rồi, này vật tư lên cao quá cũng không làm. Theo kế hoạch, tỉnh Bạc Liêu sẽ xuống giống khoảng 30.000 hecta vụ thu đông này, nhưng đến nay diện tích xuống giống chưa đạt một nửa. Giá vật tư nông nghiệp tăng quá cao, thời tiết bất ổn khiến nông dân không muốn sản xuất. Chứ nông dân bỏ vụ này là người ta uổng lắm, ta biết vụ này là làm cũng cái giá cũng tương đối cũng sống được, mà nhưng ta ngại là vấn đề chỗ là cái vật tư đầu vào quá cao. Vụ là hè thu được rồi á, thì nông dân gặp rất là rủi ro, thì thành ra năng suất thấp, vụ này không dám làm. Trước tình trạng nông dân bỏ sản xuất vụ lúa thu đông, tỉnh Bạc Liêu đã cơ cấu lại mùa vụ sản xuất nhằm giảm thiểu bất lợi của thời tiết. Hệ thống thủy lợi gắn với trạm bơm đang được xem xét đầu tư nhằm giúp bà con chủ động tưới tiêu. Bà con sẽ xuống giống trễ hơn so với bình thường khoảng 1 tháng để tránh được, hạn chế được rủi ro những cơn bão vào cuối năm. Đồng thời là sẽ thu hoạch sớm hơn so vụ đông xuân hàng năm, là có nghĩa thu hoạch vào giai đoạn trước hoặc là sau Tết Nguyên Đán. Như vậy sau đó sẽ không làm vụ đông xuân năm sau, nhưng mà vụ thu đông này tương đối là theo tính toán của người dân cũng như ngành nông nghiệp thì sẽ tương đối an toàn. Để giảm chi phí sản xuất, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thực hiện áp dụng các mô hình quản lý dịch hại tổng hợp. Khi bón phân cần bổ sung phân vi sinh, phân hữu cơ, giảm lượng phân bón hóa học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành trong sản xuất.